Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến mọi người truyện ngắn Trước Mùa Xuân của tác giả Lê Ngọc. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Con bé hết chăm chú ngắm bức ảnh mẹ nó trên tường, rồi lại chạy ra con hẻm nhỏ đứng ngóng. Cái đầu bé nhỏ của nó tự hỏi, sao hôm nay mẹ về muộn thế? Mọi khi giờ này mẹ nó đã về nấu cơm cho nó ăn rồi mà. Nó vừa ngắm bức ảnh mẹ vừa cười. Nó ước ao sau này lớn lên cũng được như mẹ nó. Bức ảnh chụp mẹ nó trong trang phục màu xanh lá cây của chị lao công, với một nụ cười rất tươi và duyên dáng. Trong mắt nó, mẹ như là một hoa hậu. Mẹ nó đứng bên thùng rác, cầm cái chổi tre, một tay khẽ chạm vào thành đẩy của thùng. Trên khuy ngực áo có một bông hoa hồng thật tươi. Dưới bức tranh có đề một dòng chữ in nghiêng màu xanh, người đẹp bên thùng rác. Đó là bức ảnh chụp ngày mẹ nó chính thức gia nhập vào tổ vệ sinh môi trường của quận. Đang mải mê ngắm nhìn thì nghe len keng ngoài ngõ. Mẹ nó đã về, đẩy cái thùng rác đằng trước. Chiếc kẽn nhỏ tự tạo cứ va vào thùng xe, tạo ra một thứ âm thanh quen thuộc. Nó chạy ra sân hớn hở, mẹ đã về, mẹ đã về. Nhưng bỗng dưng nó đứng sững lại, vì theo sau mẹ nó là một người lạ chưa gặp bao giờ. Lão ta vừa đi vừa làu bàu điều gì đó không rõ, trên tay cầm một chai rượu đã cạn. Mẹ nó để cái xe rác cùng chiếc chổi tre vào góc sân rồi đi vào nhà không nói một lời. Lão say rượu lạ mặt vẫn cứ theo sau. Lão vừa chệnh choạng bước vừa lảm nhảm cái gì đó trong cổ họng mà con bé nghe không rõ. Đồ đứng đường, sướng không biết hưởng, còn lao vào cái nghề này. Mày bỏ nghề được mấy hôm? Mẹ nó lẳng lặng đi vào nhà, lão ta lại vẫn đi theo. Con bé sợ hãi, nép vào bầu cửa, mắt len lén nhìn theo mẹ. Mẹ nó thản nhiên thay quần áo, lão say loạn choạng lao vào ôm. Bị mẹ nó đẩy ngã chỏng quèo. Lão cười gằn, lồng lộn, vẫn cứ cố sấn vào. Như một bản năng tự vệ, con bé lao thẳng ra góc sân. Quên hết cả sợ hãi, nó cầm cái chổi tre chạy thật nhanh vào nhà, đứng trước mẹ nó và lão say đáng ghét. Hai tay nó nắm chặt cái chổi, giơ ra trước mặt lão thách thức. Ông không được đánh mẹ tôi, ông không được vào đây, tôi sẽ báo công an. Giọng con bé run lên. Mẹ nó vẫn câm lặng đứng đằng sau. Lúc đó không hiểu sao lão ta lại đứng sững lại như trời trồng. Giỏi lắm, mẹ nào con nấy, giống mẹ mày lắm, sau này lớn lên. Rồi lão ta nhìn chằm chằm vào mặt con bé, đoạn lão đảo bước ra ngoài đi mất. Lão đi rồi, hai mẹ con mới định thần lại. Mẹ ôm nó khóc tấm tức. Thấy mẹ khóc, miệng con bé cũng méo sệt. Bữa cơm tối, nó chợt nhớ ra câu chuyện lúc chiều, bèn hỏi mẹ. Mẹ ơi, cái ông say rượu lúc chiều là ai thế mẹ? Sao ông ta lại vào nhà mình? Mẹ nó mắng, ăn cơm đi, đừng nói nhiều. Lát sau, mẹ nó lẳng lặng đi vào buồng. Mẹ nằm khóc tấm tức trên giường. Nó không hiểu sao mẹ lại làm thế. Có bao giờ mẹ nổi nóng như vậy đâu. Ánh mắt ngây thơ của nó chưa hiểu ra chuyện gì. Nó còn quá bé. Từ nhỏ tới giờ, chưa một lần nó được nhìn thấy mặt cha. Người cha nó ao ước biết bao. Mẹ bảo cha nó chết rồi, nhưng nó không tin. Vì nếu cha nó chết thật, thì tại sao lại không có bàn thờ thắp hương, khấn vái và cúng dỗ nữa. Đến khuya, nó dọn dẹp rồi ra đóng cửa, xong vào buồng leo lên giường, chui vào nách mẹ, ngủ như một chú gà con. Buổi sáng,
khi mọi người còn đang ngủ thì mẹ nó đã phải dậy rồi. Tiếng kẽn len keng thân thuộc lại reo vang lên khắp phố phường. Con bé thức dậy vẫn như thường ngày, nó đánh răng, rửa mặt và tự lo cho mình những công việc mà đáng lẽ ra nó chưa phải làm. Bữa ăn sáng mẹ chuẩn bị cho nó một cái bắp ngô ở trên bàn. Mẹ nó thường nhịn ăn đi làm. Ăn xong bắp ngô, nó chạy sang nhà bên cạnh chơi với bà Mùi và cũng là chủ nhà của hai mẹ con đang ở trọ. Bà rất quý hai mẹ con nó vì bà biết và chia sẻ trước tình cảnh của hai mẹ con. Nó thường sang đây chơi với bà, được bà dạy chữ cho học. Ngoài bà ra, chẳng còn ai chơi với nó. Hơn 6 tuổi, nó vẫn chưa được đến trường và nó cũng chẳng muốn vì sợ bọn bạn lại trêu là đồ không có cha. Chính vì vậy mà nó không muốn tới lớp nữa. Mẹ nó cũng cho nó ở nhà, chỉ cố gắng làm một thời gian nữa, rồi khi nào gom góp được ít vốn, trả nợ cho bà chủ, rồi sẽ đưa nó đi một nơi khác thật xa, để không còn ai biết được quá khứ của hai mẹ con. Mong rằng hai mẹ con sẽ được sống yên ổn. Mẹ nó ngày trước từng sa ngã, chính cha nó, cái lão say rượu hôm trước đấy, đã đẩy mẹ nó vào hoàn cảnh như thế để có tiền thỏa mãn những cơn say, chè chén và bài bạc của hắn. Mẹ nó đã cố gắng trốn đi một chỗ khác rồi mà vẫn bị lão tìm ra. Từ khi có nó, mẹ nó đã bỏ hẳn cái nghề tội lỗi ấy, trốn biệt để sinh nó ra đời. Đã hơn 6 năm trời mà vẫn bị lão phát hiện. Hôm trước, lão định đến bắt hai mẹ con về. Mẹ nó không chịu về nên lão ta lồng lộn như thế. Một khi lão đã phát hiện ra nơi ở mới rồi thì từ nay hai mẹ con khó về mà yên ổn. Một năm nữa lại sắp hết, Tết sắp đến. Con bé háo hức đợi chờ ngày đó. Bà Mùi bảo bao giờ cây đào trong vườn nhà bà nở hoa là đến Tết. Con bé ngây thơ hỏi: nếu cây đào không nở hoa thì sao hả bà? Không nở hoa thì Tết có về không? Bà Mùi nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến. Sao lại không có hoa được chứ? Trừ khi thời tiết quá khắc nghiệt mà thôi. Mà không nở hoa thì vẫn có Tết cháu ạ. Con bé mân mê hai bím tóc, ngoe ngẩy, đôi mắt tròn đen lay láy nhìn ra vườn nơi cây đào Nhật Tân đang hé những chồi nụ xanh biếc như những ngón tay xinh xắn của nó. Rồi nó nói với bà: ước gì Tết này cháu được gặp cha thì vui biết mấy bà nhỉ? Bà Mùi chỉ biết nhìn nó và thở dài. Mùa đông năm nay lạnh và kéo dài hàng tháng liền. Cái rét cắt da cắt thịt hành hạ những con người nghèo khổ. Mẹ nó phải mặc đến 4 tầng áo để đi làm rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Con bé nằm trên giường mà hai hàm răng vẫn va vào nhau. Căn phòng trọ tền toàn bị gió lùa qua mái tôn nghe sột soạt. Cứ mỗi lần như thế, thân hình mảnh dẻ của con bé lại run bắn lên, môi nó tím dần đi. Chiều, mẹ nó đi làm về sớm, thấy cửa vẫn mở mà gọi mãi không thấy con bé thưa. Dựng xe rác vào góc sân, chỉ đi vào nhà, con bé vẫn nằm trên giường thiêm thiếp ngủ. Mẹ nó gọi tiếp nhưng vẫn không thấy nó cử động. Sờ lên trán thì thấy nó nóng bừng bừng, thì ra con bé sốt nặng. Chị vội vàng bế nó ra ngõ, gọi xe ôm đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo con bé bị cảm lạnh, sốt cao gần 40 độ. Họ đưa nó vào phòng cấp cứu, bảo chị ra làm thủ tục nhập viện. Do quá đột ngột nên chị chưa chuẩn bị được tiền, mà bây giờ chị cũng không biết đào đâu ra. Bà chủ nhà đã giúp đỡ mẹ con chị quá nhiều rồi. Về đến nhà, chưa biết xoay sở thế nào thì thấy lão chồng lại mò đến. Lần này lão đến với một bộ dạng khác, tỉnh táo và có vẻ nhẹ nhàng hơn. Lão nói đến đón hai mẹ con về,
Chị vẫn không nói nửa lời, lẳng lặng bỏ vào trong xếp quần áo. Bỗng gã chồm tới đẩy chị ngã xuống giường, hòng giở trò đồi bại. Bây giờ chị không còn đủ sức để chống lại con thú dục vọng đang dâng trào trong con người lão. Chị chỉ có vài hành động chống cự một cách yếu ớt. Lão ta vừa lồng lộn cấu xé, vừa rút ra một xấp tiền. Lão nói trong tiếng thở hổn hển: "Hãy chiều tao, tao sẽ cho mày số tiền này, tao sẽ cho mẹ con mày sung sướng." Nói đoạn, lão ném xấp tiền vung vãi khắp giường. Chị chỉ còn biết câm lặng, nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào lòng. Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, lão nhẫn nhơ vuốt cái lông mọc ra từ cái nốt ruồi như con vắt đen sì nằm nơi khóe mép. Lão khoái trá ra về sau khi ném lại một câu mà không cần biết người nghe phản ứng thế nào: "Tuần sau tao sẽ đến đón hai mẹ con mày về." Chị câm lặng, lau dòng nước mắt, rồi cúi xuống nhặt từng đồng tiền một, cẩn thận xếp lại. Nếu bình thường, chị sẽ ném cả xấp tiền mặt vào mặt lã, nhưng bây giờ chúng lại rất quan trọng đối với chị. Chị đến bệnh viện, thấy con bé đã khá hơn. Ở lại vài hôm, con bé gần khỏi hẳn, rồi chị xin phép làm thủ tục ra viện sớm. Hai mẹ con về nhà sắp xếp đồ đạc rồi lên chào bà chủ nhà. Chị trả nốt số tiền nhà còn lại cho bà chủ. Bà như biết được nguyên nhân, nhẹ nhàng đẩy số tiền đó về phía chị và bảo: "Cô cứ cầm lấy mà lo cho cháu, sau này có thì trả sau." Chị ra đi, rơm rớm hai dòng nước mắt. Thì ra trên đời này vẫn còn người tốt. Cuộc sống của hai mẹ con chị chưa phải là đường cùng. Hai mẹ con sắp xếp đồ đạc vào chiếc ba lô to. Con bé ngây thơ hỏi mẹ đi đâu. Mẹ nó bảo: "Về quê ăn Tết thôi con." Con bé reo thích quá reo lên: "Thế thì thích lắm mẹ ạ. Về quê mẹ có được gặp ông ngoại không?" Mẹ nó cố lảng đi để không phải trả lời câu hỏi của con bé. Đôi mắt buồn nhìn về một cõi mênh mông xa vắng. Chị đang nói dối nó, vì chị đâu còn quê hương. Mất cha mẹ từ nhỏ, bây giờ chị cũng không biết hai mẹ con sẽ đi đâu. Những cơn rét dài mãi rồi cũng uể oải tan. Những tia nắng ấm áp đầu xuân lung linh khắp phố phường. Hai mẹ con, một con người khắc khổ, cam chịu đi trước, đứa trẻ thơ ngây bước theo sau. Qua mảnh vườn nhỏ nhà bà Mùi, con bé nhìn thấy những cái nụ đào tím tím bắt đầu hé nở, báo hiệu mùa xuân sắp đến. Nó mơ hồ thấy một cánh én nhỏ bay lạc giữa phố phường nhộn nhịp. Thế là mùa xuân đã đến. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Quê làng Nhị Phố của Nguyễn Trọng Văn. Năm ấy được mùa nhãn, chập tối gió ngưng lại, mùi nhãn chín thơm ngọt phủ khắp làng, thứ mùi thơm không trộn vào đâu được. Khi tôi chạy ùa về nhà, bà tôi đứng chặn từ cửa, bà quát: "Mày ở đâu ra thế?" Rồi bà nhẹ nhàng bảo: "Vào ăn cơm nhanh lên, còn ra ngoài đình nữa." Tôi hỏi lại: "Ra đấy làm gì hả bà? Còn làm gì nữa?" Bà tôi tiếp: "Tao nghe phổ biến tối nay ai cũng phải ra ngoài đình có việc. Với bọn trẻ chúng tôi, có việc chẳng quan trọng, điều sướng nhất lại là có dịp để tha hồ nghịch." Tưng tửng ra mặt, bà tôi đe: "Mày dè chừng đấy con ạ." Sân đình nhộn nhịp tiếng nói cười, đèn đóm trao qua trao lại hệt như có hội. Lợi dụng đám đông nháo nhào, tôi kéo tay thằng Việt, thằng bạn thân nhất ở làng, bảo nó: "Mày trèo lên cây nhãn góc đình đi." Thằng Việt rụt rè hỏi lại: "Thế trèo lên đấy làm gì?" "Mà tao sợ bị đánh lắm." "Ừ,
Mày sợ cái đếch gì? Mình lên đó phải bí mật chứ. Tôi ghé sát vào tai nó. Lên đấy tha hồ mà ăn nhãn mày ạ. À. Thằng Việt dù có lưỡng lự nhưng không cưỡng được cái níu tay của tôi. Nó ậm ừ quan sát mọi người rồi mạnh bạo hẳn lên. Ừ, treo thì treo. Chúng tôi chọn đám rậm rạp nhất của cây nhãn trú mình trong đó. Thằng Việt ngồi thu lưu chỗ chạc ba, trông tròn như một cái thúng. Tôi gãi gãi đầu bắt chước động tác của Tôn Ngộ Không. Cười hí hí, nó cũng hí hí cười theo. Tôi bảo nó, tha hồ chén mày nhỉ. Mặc kệ dưới sân đình ra sao thì ra, chúng tôi mỗi thằng một ngồi một góc chắc chắn, tay phải với tay bên phải, tay trái với bên trái. Những quả nhãn chín mòng lần lượt được chúng tôi xử lý một cách êm thấm. Trước tiên là quả nhãn được đưa vào miệng, sau miếng cắn khóe đến nỗi không rớt một giọt nước nào ra ngoài. Tiếp đó là cả vỏ và hộp được bỏ vào trong áo may ô. Trước khi trèo lên cây, tôi và thằng Việt đã kịp dùng cái chuối buộc một vòng bụng. Có cái túi ấy thật tiện lợi, mọi dấu tích của vụ ăn trộm được tính toán chu đáo. Hai thằng với cả thiên đường riêng thỏa thích. Chừng lâu lâu, vẻ im ắng dưới sân đình làm thằng Việt lo ngại. Nó thì thào hỏi, hay là họ về cả rồi mày ơi? Tôi nghiêng đầu nghe ngóng. Mày chỉ được cái vớ vẩn. Đấy, có tiếng người đang nói đấy. Quả tình, đám lá rậm rạp nên hai thằng không nhìn được thấy những gì đang diễn ra bên dưới sân đình. Tôi an ủi thằng Việt, ăn đi mày. Khắp làng mình, cây nhãn này là ngon nhất đấy. Cũng phải đợi mọi người về hết, tao với mày mới xuống được. Giờ mà xuống là lộ ra họ đánh què cẳng đấy. Tiếng người nói dưới sân đình bỗng to hẳn. Tiếp đó rộ lên như có ai đang mắng mỏ. Tôi bảo thằng Việt, mày lui sang cành bên kia ngó xem họ làm gì mà ầm ĩ thế. Thằng Việt ngồi sau hồi ngó nghiêng, nói vọng sang, tao chẳng hiểu gì cả, lạ lắm mày ạ. À. Đúng là lạ thật, tôi nhìn xuống sân đình, dân làng ngồi đen ngòm thành từng đám. Ngay trước cửa đình, có ai đó đang đứng nói cạnh một chiếc bàn mộc. Cây đèn bão đốt bằng dầu, ma rút, tỏa khói, làm người đứng nói chốc chốc chụm tay khúng khắng ho. Nhưng thái độ qua cử chỉ có nhiều phần quyết liệt. Tôi tự nhiên nghe rất rõ. Với những người đã biến chất, sinh hữu hóa, tôi đề nghị bà con cần lên án. Chúng ta đấu tranh vì quyền lợi và sự bình đẳng nam nữ. Một người chồng, một người cha như vậy sẽ không có chỗ đứng trong giai cấp chúng ta. Đám đông nhao nhao hẳn lên. Có ai đó nhanh tay cầm đèn bão soi xuống gầm bàn. Ở đấy có một người đàn ông ngồi ôm gối, đầu cúi gầm. Cây đèn bão được đưa sát vào hơn nữa. Người đàn ông tội lỗi như muốn chui vào gầm bàn. Đám người ồn ào, phải kiểm thảo, phải loại bỏ. Có ai đó ném một vật gì đó vào gầm bàn, tức thì nhiều thứ được ném vào đó. Bị kích động bởi sự kiện đấy, hiếu kỳ tôi hét to lên, Việt, cùng tao ném vỏ nhãn vào tên kia. Hai thằng chúng tôi vừa hò hét, vừa lôi từ trong bụng áo và ném thẳng vỏ nhãn về phía trước. Có kẻ ăn trộm nhãn đình, có kẻ ăn trộm nhãn đình, bà con ơi! Mọi người đã phát hiện ra chúng tôi và đổ xô về phía cây nhãn. Từ gầm bàn, người đàn ông tội lỗi cũng ngẩng mặt lên. Ánh sáng đỏ lòe của cây đèn bão cũng đủ để nhận mặt anh ta. Tôi kêu lên, hình như là thầy mày. Thằng Việt cũng kêu lên, thầy tao. Mọi người lẫn lộn ngơ ngác. Lợi dụng cơ hội đó tôi giục, chuồn nhanh. Nhưng mà thầy tao, thằng Việt hỏi lại, thầy tao mà. Tôi hét lên, chuồn mau, kẻo họ đánh chết bây giờ. Hai thằng tụt xuống, chạy biếu vào bóng tối.
tách lối mòn ven cánh rừng trọc cháy vì bom. Tôi dìu thằng Việt ngồi tựa vào một hốc đá. Nó đang thiếp đi, mặt tái dại vì mất nhiều máu. Nhìn nó đầu nghẹo liệt lệch sang bên phải, mồm há ra thở, tôi vừa thương vừa giận. Đêm hôm qua, nó thò đầu vào võng tôi, nói đủ nghe, mai còn được nghỉ, mày báo là tao đi kiếm rau nhé. Tôi ậm ừ, mày đi đâu? Nó nói lại, bảo tao đi kiếm rau là được. Đêm yên tĩnh hiếm hoi, ngoài mặt trận đã nhanh chóng lôi tôi vào giấc ngủ. Thằng Việt chợt cựa mình, nhăn mặt ú ớ. Tôi cố nước nước mắt nhìn nó và lo ngại nhìn chiều đang sầm sập tới. Gió chiều thổi rờn rợn, đâu đây thỏa một thứ mùi tanh lờm lợm. Thằng Việt hết ú ớ, tôi giật mình thấy nó mở mắt nhìn tôi như muốn nói. Tôi ngồi xuống bên cạnh đó, thò tay tháo dây lưng. Mày uống nước cho lại sức. Những giọt nước cuối cùng trong bi đông được cả hai tay tôi dốc ngược như đổ vào miệng thằng Việt. Nó chép chép miệng, cục yết hầu đưa lên đẩy xuống to và nhọn, trông như một cái trục khủy của tay quay cơ khí. Tôi hỏi nó, đau lắm hả? Tao sẽ đưa mày về đơn vị. Nó gật đầu, mặt méo sệt, chiều nhập nhoạn phủ một màn ám khói lên mặt thằng Việt. Từ rất xa vọng lại những chuỗi nổ của bom. Tôi nhẩm dậy định xốc thằng Việt đi tiếp. Thằng Việt thõng người phìu phào nói, không kịp đâu mày, mày cho tao nói. Trời tối hẳn. Ông Oa quờ tay trắng ngang miệng tôi. Đó là năm bao nhiêu hả chú? Tôi trả lời, em làm sao quên được. Đấy đang là mùa khô năm 1971. Chúng tôi cùng im lặng. Ngoài kia nắng mang màu hoa lý, phủ vàng nhẹ lên khắp các đầu cây. Tiếng rang rang của bầy ong càng làm cho không khí như ngưng lại. Mùi nhãn chín thơm một cách kỳ lạ. Tôi chợt chành chạnh buồn và ái ngại nhìn ông Oa đang quệt tay lau nước mắt. Chú cũng ở với cháu được mấy năm. Cái thằng... Ông Oa miếu máu khóc thành tiếng, khổ. Này chú bảo cháu nó tha, có tha thứ cho tôi không? Cả chú nữa. Ba hôm trước, tôi tình cờ gặp được ông Oa sau 36 năm ông mất tích. Câu chuyện kiểm thảo năm nào, cả tôi, cả làng Nhĩ Phố đã quên phắt. Cơn lốc chiến tranh bùng cùng bao sự biến đổi đã không cho phép ai tỉnh lại mà nhìn lại những gì của quá khứ. Sau hồi tru tréo của dân làng, phát hiện ra có kẻ ăn trộm nhãn đình, tôi và phần thằng Việt cắm đầu cắm cổ chạy. Cuộc kiểm thảo bị ngưng lại đột ngột và chuyển hướng sang cuộc truy lùng kẻ trộm. Đến khi chả ai bắt được ai và mọi người ai về nhà nấy, lúc đó dân làng mới thấy ông Oa không có mặt ở nhà. Mấy ngày tiếp theo vẫn bặt tin, những lời đồn bắt đầu thì thầm ở mọi ngóc ngách. Người ta bảo, tay Oa bỏ làng đi trốn rồi. Người thì nói, dám, có mà gieo mình xuống đâu đó. Thằng Việt ngồi khép nép trên giường nhà tôi, mắt ráo hoảnh, bà tôi lựa lời. Thầy mày hồi bé được tao cho bú nhờ đấy, gớm. Nhay gì mà nhay khiếp thế. Rồi thằng Việt ra về, nó đứng đầu ngõ nói với tôi, bu tao mấy hôm nay khóc toàn là khóc. Rồi nó nhìn tôi van nài, mày còn chơi với tao không? Ông Oa chợt lên tiếng phá ngang cái vẻ trầm u giữa tôi và ông. Ở cùng đơn vị với chú, cháu nó có nhắc về tôi không? Nó vẫn coi tôi là thầy nó chứ. Tôi không trả lời, đầu gật gật, khói thuốc lào bay ào ào vào mắt. Tôi ậm ề và nước mắt ứa ra. Ông Oa quay vội đi, lấy tay che ngực ho mấy tiếng. Tôi cùng mấy thằng trong tiểu đội đứng lặng bên mộ thằng Việt. Đống đất mới lấp còn tươi màu đỏ. Trên mộ nó, tôi đã khéo léo chôn một cây cọc nhỏ làm dấu. Không có hoa, chỉ vài cành lá xanh sót lại, trông đơn điệu hết chỗ nói. Tất cả im phăng phắc,
tiếng chính trị viên đọc rành rọt. Căn cứ vào kỷ luật chiến trường, nay cảnh cáo quân nhân khiếu quan việc đã vi phạm. Tai tôi ù lên, không còn nghe được gì nữa. Đống đất nhòe đi và biến mất. Tôi hốt hoảng trấn tĩnh lại. Tôi thấy thật là xấu hổ khi trong đơn vị lại có một quân nhân tự do. Các đồng chí nên nhớ rằng chiến trường là nơi rèn luyện cao nhất. Bất cứ một hành vi vô kỷ luật nào cũng sẽ được một bài học như bài học của quân nhân Việt. Tiểu đội lặng lẽ giải tán. Tôi ngoái nhìn nấm mộ thằng Việt một lần nữa. Việt ơi, sao mày lại chết? Sau nhiều thương vong qua các trận đánh, đơn vị tôi được lui về phía sau củng cố. Đấy chính là cái lý do để xảy ra chuyện thằng Việt. Lúc ngồi cùng thằng Việt bên hốc đá, tôi quàng tay giữ người thằng Việt giúp nó gắn qua cơn đau. Thằng Việt vất vả nói, hai hôm trước, mày có nhớ không? Lúc qua đỉnh đồi 256, tao thấy. Thằng Việt nhăn mặt, tôi bảo nó, mày đừng nói nữa, nó nhiều mất sức. Gắng chịu đau để tao cõng mày về đơn vị. Nó lắc đầu mệt mỏi. Tao thấy đồ của con gái phơi dưới lùm cây. Tôi nói to, thì ra là mày thấy gái à? Chết rồi, mày giống thầy mày. Thằng Việt níu chặt lấy tôi. Thầy tao từ bữa ấy chẳng biết sống chết ra sao. Tao đến gần chỗ đó, trong láng có hai cô gái, họ sốt rét nặng lắm. Thằng Việt không nói nữa, hai mắt nó mở to vẻ mãn nguyện. Hồi lâu hình như nó mỉm cười, trong chút sáng sót còn lại của ánh rừng trụi lá, gương mặt nó hớn hở. Tôi thì thầm, họ có còn gì để ăn không? Thằng Việt nói không nói. Tôi tiếc, mày tệ lắm, có thế mà cứ giấu. Tôi không đưa được thằng Việt còn sống về đơn vị. Như sức lực còn lại của mình, thằng Việt đã dành hết cho mấy câu nói cuối cùng với tôi. Tôi cõng xác thằng Việt đi bước thấp bước cao về đơn vị chịu kỷ luật. Ngày hôm sau, tôi xin phép chính trị viên qua đồi 256. Đồng chí chính trị viên chậm rãi nói, kỷ luật của chiến trường không phải là trò đùa. Cậu nên nhớ chính cậu, đại đội chưa nhắc đến đấy. Anh khoát tay, đồng ý cho cậu đi 2 tiếng. Đó là một kho nhỏ có từ năm 1967. Ban đầu nó làm nhiệm vụ bảo quản lương thực, sau bảo quản quân trang do các đơn vị gửi lại lên đường giao liên. Xét thấy không cần thiết lắm nên binh trạm đã bớt người của kho. Thấy tôi vào, hai nữ đồng chí hỏi, anh Việt đâu rồi? Đồng chí, họ khá ốm yếu, da xanh tái và giọng nói vẻ đứt hơi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế được làm bằng thùng đạn, nói mà không dám nhìn họ. Việt chết rồi, chết hôm qua, lúc ở đây về. Cả hai người như chồm về phía tôi. Đồng chí nói bậy, anh Việt hôm qua ở đây còn khỏe cơ mà. Tôi mếu máo, Việt chết thật mà. Nó vướng lựu đạn cài dưới mé đồi. Hai cô nhìn tôi trừng trừng, rồi cùng khuỵu xuống và ôm choàng lấy nhau gào lên, anh Việt ơi, tại bọn em làm anh chết, tại bọn em. Tôi đỡ hai cô gái lên, nhìn thẳng vào hai cô, tôi hỏi lại, tôi không hiểu. Một cô bình tĩnh hơn nói, mấy hôm qua đây, anh Việt thấy bọn em sốt quá, anh ấy bảo để anh ấy lo cơm nước giúp. Chiều qua, anh Việt ơi, chiều qua anh ấy mang quần áo của chúng em đi giặt. Tôi lặng người và ớ ra. Hóa ra là sau khi xuống giặt, Việt đã qua bên kia suối tìm rau thật. Cậu ấy vướng phải lựu đạn do chính mấy cô gái cài về phòng thám báo.
Chính linh cảm đã giúp tôi tình cờ tìm thấy Việt Tông trong tình trạng cuối cùng của cuộc đời. Các cô lại gào lên, anh Việt ơi, anh Việt ơi, anh tốt thế, sao anh lại chết, tại chúng em rồi. Những vật vã, ân hận và tuyệt vọng của hai cô làm tôi khó xử. Mãi sau tôi mới cất lời được, Việt chết còn bị kỷ luật đấy. Thay vì những giọt nước mắt và những tiếng kêu gào đau đớn, cả hai cô há hốc mồm và yên lặng như chết. Ác thay, chập tối đêm hôm ấy, đơn vị tôi được lệnh đi tiếp vào trong. Gió lại làm dậy lên mùi thơm của nhãn chín. Ông oa rung rung, mồi đón vào tẩu thuốc. Tiếp đó là tiếng rít kéo rõ dài, khói thuốc nhả mù mịt dưới khắp gian phòng. Bỗng chốc người đàn ông ngoài 60, bé tổng teo, tưởng như một chú bé con vừa bị ăn đòn mẹ. Tôi chuyển hướng. Ở trên tỉnh, nhiều người khen bác lắm. Thật không ngờ em và bác lại nhận được nhau. Ông Hoa ngậm ngùi. Chuyện đời dài thật đấy và ngắn thật đấy. Ngày tôi xấu hổ quá, bỏ làng lên ngược, thằng Việt mới lên 8. Vậy chú với cháu cùng tuổi à? Tôi gật đầu xác nhận và tiếp. Chuyện thằng Việt coi như bác và em đã kỹ rồi. Bác kể về bác đi. Thì ít ra hôm nào về làng em còn có chuyện để nói lại với bác gái. Ông Oa mặt quay đi. Bà ấy chắc hận tôi lắm. Hồi làm bạn với mẹ thằng Việt, tôi 17, còn bà ấy đã 26. Chuyện quê chú à. Tính giờ nè, gia đình bắt ông lấy vợ, chẳng hiểu cũng thích hay không, dám trái ý gia đình mà ông Oa đồng ý. Người đàn bà là vợ ông, tuy tuổi đã cưng cứng nhưng được cái tính cái nết. Họ có với nhau thằng Việt. Bà tôi bảo, tưởng đi lính cụ Hồ thằng Oa sáng ra, chứ ai ngờ đổ đốn, hết hạn về làng, được tín nhiệm làm anh cán bộ, chẳng dè đâm ra phải lòng gái. Bà tôi ậm ừ không nói nữa, tôi cũng chỉ biết đến thế. Chú giờ là ông nhà báo, chữ nghĩa chú nhiều, chữ của chú cả thiên hạ xem. Chú cho tôi biết thế nào là tình yêu, thế nào là số phận. Tôi nhìn ông Oa ngờ vực. Vẻ đáo để bất chợt của ông khiến tôi phải nghĩ lại. Ông Oa tiếp, Âu cũng là số phận. Bỏ làng đi vì xấu hổ, không dám về làng vì trót dại ngần bấy năm. Không ai nói nữa, phần tôi cũng thấy khó. Nhưng hiện tại, vì một ông Hoa nổi tiếng vùng này, giỏi làm kinh tế gia đình là điều chấp nhận được. Và một bài báo của tôi là việc chắc chắn. Ngoài kia, vườn đồi nhà ông Hoa bạc ngàn nhãn. Những cây nhãn đang mùa cho quả, trông không thể chê được. Tôi lựa lời. Xong vụ nhãn, bác về thăm quê nhé. Ông Hoa bùi ngùi. Cũng may là hôm bỏ làng đi, tôi và cô ấy chỉ mang theo ít nhãn. Rồi ông Oa cười giòn. Thế mới có đồ nhãn như bây giờ. Chia tay ông Oa, lòng tôi đang xen lại các loại tình cảm. Làng quê phố nhĩ của tôi, của thằng Việt, của ông Oa và mọi người râm ran nhãn chín. Bà tôi hồi còn sống đã nói cây nhãn chín là làng mình con ạ. Xin được phép kết thúc câu chuyện ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Quý vị nhớ đăng ký kênh để được nghe chuyện vào lúc 5:30 sáng mỗi ngày. Xin chào.